Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách trồng cây hoa mua. Đối với những bạn ở miền núi hoặc là ở những cái vùng cây hoa mua thì chắc chắn các bạn trồng cái này rất là dễ. Còn những bạn nào mà ở cái vùng không có cây hoa mua ấy, các bạn có mua cây hoa này về trồng thì mình chia sẻ với các bạn về cách trồng. Đối với cây hoa mua thì nó là cây rừng và nó rất dễ sống các bạn ạ, nó rất là khỏe. Nên là khi các bạn mà đào được cái bầu ấy, chỉ cần cái vùng đất mặt thôi, vì rễ tơ nó trên mặt nhiều. Thì mình kiếm một cái chậu nào đó mà nó vừa cái bộ bầu này, sau đó mình trồng. Các bạn cũng có thể trồng cái đất trước. Đối với cây này khi mình đưa vào chậu mà nó vừa cái bầu là được các bạn ạ. Đây, đấy, nó vừa cái bầu đất này mình trồng lọt thế này là được. Sau đây mời các bạn xem chi tiết về quá trình mình trồng cây này. Đối với một cái cây mới trồng các bạn ạ, thì mình nên đục lỗ cái chậu này. Tức là cái chậu nó phải có lỗ thoát nước. Đấy. Và tất nhiên là kích thước chậu thì cũng phải vừa được cái bầu cây. Và mình nên tìm một cái chỗ nào mà có bóng râm ấy, bóng mát ấy. Không nên trồng cái nắng, còn nếu các bạn mà không có cái chỗ nào mà mát, các bạn có thể trồng trong cái mái tôn hoặc là dùng lưới đen các bạn che. Còn đất trồng thì cứ miễn đất nào mà thoát nước là được. Như hiện tại thì mình có đất phù sa, trong đó có pha cát thì mình lấy đất là mình trồng luôn. Đất đây các bạn này. Các bạn thấy là đất này thì mình lấy phù sa vào trong này nó có cả cát, cát mịn đấy. Đấy, nên là nó không bị đắm nước. Phù sa ngoài sông này. Và khi các bạn lấy phù sa thì các bạn không nên lấy cái chỗ mà nó mới bồi nhé. Các bạn lấy cái chỗ nào nó bồi được khoảng 1 năm trở lên ấy, thì mình trồng nó đỡ bị hăng đất. Cây nó sẽ dễ sống hơn. Bây giờ mình đưa đất vào cái chậu này. Mình đổ đất vào chậu đấy các bạn này, đổ đất vào chậu đến một cái tầm mình chừng cho vừa được cái bầu. Vừa được cái bầu của cái cây mình trồng á, thì mình gỡ cái cây này ra. Mình gỡ bầu ra để mình dùng kéo mình cắt lại những cái rễ nào bị dập, bị hỏng ấy, sau đấy mình đưa vào mình trồng. Sau khi mình bóc bầu thì mình đưa ra kiểm tra. Kiểm tra những cái rễ này. Có những cái rễ nào mà nó bị sứt, bị dập thì mình cắt đi. Và đây, rất nhiều rễ tơ đấy các bạn này. Đây, rễ tơ đây. Đấy, rễ tơ thì mình trồng ngay được. Đây, cái rễ cọc hôm qua mình cắt rồi. Bây giờ mình trồng luôn. Bây giờ mình đưa cái bầu đất này vào. Nhưng mà khi mà nó đang còn sai lệch như thế này thì mình cần chỉnh lại cái phần đất bên trong chậu các bạn. Bây giờ mình không nhìn vào cái bầu đất này nữa mà mình phải nhìn vào cái cây. Tức là khi mình trồng thì mình tính toán cho cái cây nó phù hợp là được. Còn cái bầu đất bên dưới thì mình chỉnh cho nó theo cái chậu là được. Đấy, để cho đảm bảo mình nhìn rõ ràng thì mình mở cái dây buộc này ra. Mình phải mở cái dây buộc ra để mình nhìn toàn bộ cái phần tán cây bên trên này. Tiếp theo thì mình chèn đất lại thôi. Các cái phần xung quanh thành chậu này mình phải kiểm tra xem có chỗ nào bị kênh không. Nếu bị kênh thì mình chỉnh lại. Phần bên dưới của cái bầu đất này mình phải đưa đất vào để mình chèn cho kín các bạn ạ. Tiếp theo mình tưới nước. Tưới nước để cho đất nó đén xuống.
Nước vào xong mình có thể lắc nhẹ cây để cho mình kiểm tra cái bầu, nếu nó sụt xuống thì nó sụt chắc lại. Đấy, các bạn thấy nó sụt đất đấy. Lắc nhẹ như thế này. Rồi, như thế này là chắc chắn rồi. Như thế này là xong đấy các bạn này. Đối với những cái cây nào mà cao ấy thì mình có thể dùng que mình buộc để mình chống cho cái cây nó không bị đổ. Còn hiện tại nước nó như thế này thì kệ nó thôi. Đến lúc nắng lên thì đất này nó bó lại và nó sẽ thoát nước thôi. Cái quan trọng là chậu phải có lỗ và phải kê cách mặt đất lên. Bây giờ mình trồng tám này và khi mà nước rút xong ấy, thì mình sẽ kê mấy viên gạch để cho cái chậu này nó không chạm mặt đất, để nước có thể thoát được dễ dàng. Và bạn nào mà có trồng cây hoa mua giống mình thì có thể theo cách này. Và mình nhắc lại một lần nữa là mình phải đưa nó vào bóng râm nhé. Mình phải đưa nó vào bóng mát, còn nếu không có bóng cây thì mình dùng lưới đen mình che. Và tuyệt đối bây giờ là không có dùng thuốc gì cả, không có dùng phân bón gì cả nhé. Dùng đất sạch thôi. Và mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn trồng cây thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.